sách tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopee.vn gạch chéo Việt sách official store. Các em thân mến, chắc hẳn các em luôn mơ tưởng về một thế giới nơi mà mọi thứ đều có thể xảy ra, nơi mà những điều ước của chúng ta sẽ trở thành hiện thực. Và trong chủ điểm tiếp theo của chương trình ngữ văn lớp 9, chúng ta sẽ cùng cô mở ra cánh cửa thế giới kỳ ảo của văn học qua những trang viết thuộc thể loại truyện chuyên kỳ với những thế giới kỳ bí, lạ lùng nhưng vẫn có một sợi dây kết nối với thực tại đời sống. Như chúng ta đã biết, viết về đề tài người phụ nữ Việt Nam trong xã hội phong kiến có rất nhiều tác giả với những góc nhìn khác nhau và những cách tiếp cận khác nhau. Điểm chung nhau, điểm gặp gỡ giữa các tác phẩm đó đều là nói về số phận hẩm hiu, nỗi buồn man mác của những con người thấp cổ, bé họng coi như những công cụ, những món đồ trao đổi ngược xuôi và chúng ta đều thấy được kết cục buồn thảm của những cảnh đời bất hạnh. Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cô tìm hiểu văn bản chuyện người con gái nam xương của tác giả Nguyễn Dữ. Trước tiên, chúng ta cùng cô đi vào phần một lớn khởi động. Hãy trả lời cho cô một số câu hỏi ở phần này như sau: Em biết gì về vị thế của người phụ nữ Việt Nam trong thời phong kiến? em có ấn tượng sâu sắc với tác phẩm nào viết về người phụ nữ hãy chia sẻ ấn tượng đó của em chúng ta có thể thấy thời phong kiến thì xã hội thường lấy tam tòng từ đức làm chuẩn mực để đánh giá phẩm chất của người phụ nữ đặc biệt là bốn chữ công dung ngôn hạnh được xem là khuôn phép được xem là quy ước xã hội khắt khe khi nói về phẩm hạnh và tài năng của người phụ nữ nó đã trói buộc người phụ nữ trong phạm vi tù túng chật hẹp của gia đình rất nhiều bi kịch đã xảy ra trong cuộc đời của người phụ nữ khi họ phải sống trong xã hội phong kiến lỗi thời, lạc hậu, cổ hù. Dù họ là ai thì ít nhiều đều có những nỗi khổ riêng. Chúng ta có thể lựa chọn bất kỳ một tác phẩm nào về người phụ nữ mà các em ấn tượng nhất. Cô lấy ví dụ đó là tác phẩm Truyện Kiều. Tác phẩm đã giúp chúng ta hiểu về cuộc đời 15 năm lưu lạc đầy gian chuôn và sóng gió của người con gái tài sắc Thúy Kiều đồng thời lên án mạnh mẽ chế độ phong kiến tàn bạo, bất công đã dồn đẩy người phụ nữ vào đường cùng để họ phải chịu một số phận thảm khốc, bi thương. Tiếp theo, cô mời chúng ta cùng chuyển sang phần 2 lớn, đọc và tìm hiểu chung. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng cô đi đọc văn bản. Các em hãy chú ý, yêu cầu trong phần đọc văn bản này như sau. Cần đọc to, rõ ràng, diễn cảm, giọng đọc tha thiết, sâu lắng, chú ý phân biệt lời người kể chuyện và lời của nhân vật với văn bản này nội dung lượng khá là dài cho nên cô giáo sẽ đọc mẫu một đoạn sau đó thì chúng ta sẽ chủ động đọc những đoạn còn lại chúng ta hãy chú ý dừng lại ở những hộp chỉ dẫn để có thể suy ngẫm về những câu hỏi về những nội dung dẫn dắt trong phần đọc văn bản văn bản chuyện người con gái nam xương hay còn có tên gọi khác nam xương nữ tử truyện của nguyễn dữ vũ thị thiết người con gái quê ở nam sương tính đã thủy mị nết na lại thêm tư dung tốt đẹp trong làng có chàng trương sinh mến vì dung hạnh xin với mẹ đem trăm lạng vàng cưới về song trương có tính đa nghi đối với vợ phòng ngừa quá sức nàng cũng giữ gìn khuôn phép không từng để lúc nào vợ chồng phải đến thất hòa cuộc xung vầy chưa được bao lâu thì xảy ra việc triều đình bắt lính đi đánh giặc chiêm trương tuy con nhà hào phú nhưng không có học nên tên phải ghi trong sổ lính đi vào loại đầu buổi ra đi mẹ chàng có dặn rằng này còn phải tạm tòng quân xa lìa dưới gối Tùy hội công danh từ xưa ít gặp nhưng trong chỗ binh cách phải biết giữ mình làm trọng gặp khó nên lui lường sức mà tiến đừng nên tha miếng mồi thơm để lỡ mắc vào cạm bẫy quan cao tức lớn nhường để người ta có như thế, mẹ ở nhà mới khỏi lo lắng vì con được. Chàng quỳ xuống đất vâng lời dạy. Nàng rót chén lựa đầy tiễn chồng mà rằng. Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ. Chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Chỉ e việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường. Giặc cuồng còn lẩn lút, quân chiều còn gian lao, rồi thế trẻ tre chưa có, mà mùa dưa chín quá kỳ, khiến cho tiện thiếp băn khoăn, mẹ hiền lo lắng. Nhìn trăng soi thành cũ, sửa soạn áo rét gửi người ải xa, trông liễu rủ bãi hoang lại thổn thức tâm tình, thưa người đất thú. Dù có thư tín nghìn hàng, cũng sợ không có cánh hồng bay bổng Nàng nói đến đây, mọi người đều ứa hai hàng lệ. Rồi đó, tiệc tiễn vừa tàn, áo chàng đành rứt, ngước mắt cảnh vật vẫn còn như cũ mà lòng người đã nhuộm mối tình muôn dặm quan sam bấy giờ nàng đương có mang sau khi xa chồng vừa đầy tuần thì sinh ra đứa con trai đặt tên là đàn ngày qua tháng lại thoát đã nửa năm mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn mây che kín núi thì nỡ buồn góc bể chân trời không thể nào ngăn được bà mẹ cũng vì nhớ con mà dần sinh ốm nàng hết sức thuốc thang lễ bái thần Phật và lấy lời ngọt ngào, khôn khéo khuyên lơn. Xong bệnh tình mỗi ngày một trầm trọng, bà biết không sống được, bèn chối lại với nàng rằng Ngắn dài có số, tươi héo bởi trời, mẹ không phải không muốn đợi chồng con về, mà không gắng ăn miếng cơm miếng cháo đặng cùng vui sum họp. Xong, lòng tham vô cùng mà vận trời khó tránh, nước hết trung rền, số cùng khí kiệt một tấm thân tàn nguy trong sớm tối việc sống chết không khỏi phiền đến con chồng con nơi xa xôi chưa biết sống chết thế nào không thể về đền ơn được sau này trời xét lòng lành ban cho phúc đức giống dòng tươi tốt con cháu đông đàn xanh kia quyết chẳng phụ con cũng như con đã chẳng phụ mẹ bà cụ nói xong thì mất nàng hết lời thương xót, phàm việc ma chay tế lễ, lo liệu như đối với cha mẹ đẻ mình. Trên đây là một đoạn mà cô đã hướng dẫn chúng ta đọc mẫu. Hy vọng rằng về nhà các em sẽ đọc kỹ những phần còn lại và chúng ta sẽ cùng dừng lại ở những hộp chỉ dẫn để các em có thể kết hợp với việc đọc và việc tư duy trong quá trình chúng ta tiếp cận văn bản. Tiếp theo cô mời chúng ta cùng quan sát phần B chú thích. Văn bản chung lại có rất nhiều từ ngữ khó để chúng ta có thể tham khảo. Và các em hãy lưu ý, chúng ta hãy đọc kỹ phần chú thích này để có thể hiểu được nghĩa và cách sử dụng của những từ đó. Ví dụ như thất hòa có nghĩa là mất sự hòa thuận. Hào phú có nghĩa là nhà giàu và có thế lực. Bình cách là dùng để chỉ việc quân sự, việc chiến tranh. Ngoài ra còn có những cụm từ như là đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm, có nghĩa là được làm quan to, được ban ấn do vua, do vua ban cho và áo may bằng gấm quý mùa dưa chín quá kỳ chúng ta hiểu ở đây ngày xưa thì cứ đến mùa dưa chín thì người đi lính được thay phiên để về nhà câu này ý nói sợ rằng kỳ hạn đã qua mà chồng vẫn chẳng được về tiện thiếp là cách xưng hô khiêm tốn của người phụ nữ ngày xưa đất thú là vùng biên giới xa xôi nơi thường có đồn phòng giữ biên giới đất nước quan san có nghĩa là chỉ nơi xa xôi ngoài ra còn rất nhiều những từ khó nữa chúng ta hãy chú ý đọc kỹ Tiếp theo cô mời chúng ta cùng chuyển sang phần 2, tìm hiểu chung. Ở phần này, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu những thông tin liên quan đến tác giả và tác phẩm. Trước tiên là thông tin về tác giả Nguyễn Dữ. Nguyễn Dữ sống vào nửa đầu thế kỷ 16, thời kỳ triều đình nhà Lê bắt đầu khủng hoảng, các tập đoàn phong kiến Lê Mạc Trịnh tranh giành quyền binh, gây ra những cuộc nội chiến kéo dài, Hiện thực xã hội ấy đã được phản ánh trong các sáng tác của tác giả trung đại, trong đó có những sáng tác của Nguyễn Dữ. Quê ông Hải ở Hải Dương, ông là một người học rộng, tài cao, làm quan một năm rồi về quê ở ẩn. Nguyễn Dữ có đóng góp quan trọng ở thể loại truyện truyền kỳ. Và bản thân ông thì là một người mà xin cáo quan về quê ở ẩn để có thể viết sách đôi mẹ già, sống ẩn giật như nhiều trí thức đương thời khác. Ông là một nhà văn giàu lòng yêu thương con người, trân trọng nền văn hóa dân tộc. Ông cũng là một trong những cây bút mở đầu của nền văn xuôi chữ Hán, được ví như là cha đẻ của thể loại truyện truyền kỳ. Truyền kỳ Mạn Lục là tác phẩm tiêu biểu nhất của Nguyễn Dữ viết bằng chữ Hán, được đánh giá là thiên cổ kỳ bút. Và đây cũng là tác phẩm ghi chép tản mạn những câu chuyện kỳ lạ được lưu truyền trong dân gian. Đây là tập truyện duy nhất còn lại của Nguyễn Dữ cho đến ngày nay. Tác phẩm truyền kỳ Mạn lục được viết theo thể truyền kỳ, chúng ta chú ý về đặc trưng thể loại. Đây là một thể loại văn xuôi tự sự, có nguồn gốc từ Trung Quốc và thịnh hành từ thời nhà đường. Tác phẩm thường có yếu tố kỳ ảo nhưng vẫn hướng người đọc nhận thức sâu sắc về số phận, về cuộc đời con người trong xã hội phong kiến xưa. Truyền kỳ mạng lục của Nguyễn Dũ gồm tất cả là 20 chuyện, đề tài thì rất phong phú. Nhân vật chính thường là những người phụ nữ có đức hạnh, có nhan sắc luôn khao khát hạnh phúc, nhưng cuộc đời lại gặp bất hạnh, éo le và oan khuất. Hoặc nhân vật trong truyền kỳ mạn lục có thể là những trí thức, tâm huyết, nhưng bất mãn giữa thời cuộc, không chịu trói mình trong vòng danh lợi. Đó là hai hình tượng chính mà tác giả đã xây dựng trong toàn bộ tác phẩm. Thông qua hai hình tượng này, truyện đã lên án xã hội phong kiến và vạch trần bộ mặt xấu xa của bọn thống trị, đồng thời còn đề cao khát vọng đời thường của con người có thể nói là Nguyễn Dư đã gửi gắm vào trong tác phẩm của mình tất cả những tâm tư, tình cảm, khát vọng của một người trí thức có lương tri. Tiếp theo là thông tin cụ thể về tác phẩm, chúng ta lưu ý cho cô. Văn bản chuyện người con gái Nam Xương là chuyện thứ 16 trong số 20 chuyện của tập truyền kỳ mạn lục. Theo giáo sư Bùi Duy Tân có nhận xét đánh giá, truyền kỳ mạng lục còn là tập truyện có nhiều thành tựu nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật dựng chuyện dựng nhân vật nó vượt xa những chuyện ký lịch sử vốn ít chú trọng đến tính cách và cuộc sống riêng của nhân vật và cũng vượt xa chuyện cổ dân gian thường ít đi sâu vào nội tâm của nhân vật tác phẩm kết hợp một cách nhuần nhuyễn tài tình những phương thức tự sự chữ tình và cả kịch giữa ngôn ngữ nhân vật và ngôn ngữ tác giả giữa văn xuôi văn biển ngẫu và thơ ca lời văn cô đọng xúc tích chặt chẽ hài hòa và sinh động truyền kỳ mạn lục là mẫu mực của thể truyền kỳ, là thiên cổ kỳ bút, là áng văn hay của bậc đại gia. Tiêu biểu cho những thành tựu của văn học hình tượng viết bằng chữ Hán dưới ảnh hưởng của sáng tác dân gian. Nguồn gốc của chuyện người con gái Nam xương đó là từ chuyện dân gian, vợ chàng trương. Qua phần đọc văn bản thì các em có thể thấy chủ đề hướng tới ở đây đó là thể hiện niềm xót xa, thương cảm đối với số phận bi kịch của người phụ nữ trong xã hội phong kiến, cũng như tấm lòng nâng niu, trân trọng đối với những phẩm chất đẹp đẽ của họ. Tiếp theo chúng ta cùng chú ý một số thông tin nữa về văn bản. Nhan đề ở đây có nghĩa là ghi chép tản mạn những chuyện kỳ lạ, thể loại là chuyện truyền kỳ. Đặc điểm nghệ thuật thì thường có yếu tố kỳ ảo và chúng ta sẽ thấy rất rõ trong văn bản Chuyên kỳ mạng lục có tất cả là 20 chuyện. Nhân vật chính thì cô khái quát ở đây, đó là những người phụ nữ đức hạnh nhưng cuộc đời bất hạnh hoặc là những người chỉ thức bất mãn với thời cuộc, sống ẩn dật. Về bố cục của văn bản chuyện người con gái Nam xương chúng ta có thể chia cho cô thành 3 phần. Hãy chú ý quan sát trong sách giáo khoa để đánh dấu từng phần. Phần thứ nhất, từ đầu cho đến lò liệu như đối với cha mẹ đẻ mình, phần này có nhiệm vụ chính đó là giới thiệu về hai nhân vật vũ nương trương sinh gia cảnh nhà trương sinh và cuộc sống của vũ nương khi chồng đi lính phần thứ hai tiếp đến nhưng việc chót đã qua rồi nội dung của phần này đó là nói về nỗi oan bị chồng nghi ngờ và hành động tự trầm của vũ nương và phần ba là phần còn lại nói về cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Phan Lang và Vũ Nương trong động của Linh Phi và việc Vũ Nương trở về trên sông gặp Trương Sinh để giải tỏa nỗi oan khuất. Và ngay bây giờ, cô trò chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần 3 lớn, trải nghiệm cùng văn bản để có thể cảm nhận cũng như thấu hiểu được những nỗi oan khuất, những nỗi bất hạnh mà Vũ Nương phải chịu trong hội phong kiến xưa. Trước tiên, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu luận điểm số 1, cốt truyện, sự kiện, bối cảnh và nhân vật. A à, là chúng ta nói về cốt truyện và các sự kiện chính. Đoạn đầu chúng ta thấy là nói về sự việc Vũ Nương trở thành người chinh phụ. Nàng lấy chồng là một người có tính đa nghi, đối với vợ thì phòng ngừa quá sức. Và Vũ Nương còn là một người chinh phụ vì có chồng đi chinh chiến, nàng phải một mình phụng dưỡng mẹ già và nuôi con nhỏ. Đoạn tiếp theo đó là đoạn mắc oan cũng là đoạn phát triển tiếp theo của cốt truyện. Cụ thể, Trương Sinh sau khi đánh giặc thì được trở về, nhưng khi Trương Sinh trở về thì mẹ đã mất, con thì được 3 tuổi. Trương Sinh khi trở về thì bắt đầu thể hiện tính cách của mình, đó là ghen tuông và rùm rẫy. Khi mà đàn không nhận Trương Sinh là cha và đàn nói về một người cha khác, tức là cái bóng ở trên tường, thì Trương Sinh lại nổi ghen không hề tìm hiểu kỹ sự tình ra sao. Quỳ luôn cho vợ là ngoại tình, không cho thanh minh và không hề tin lời của vợ nói. Cũng không thèm đi tìm hiểu sự thật như thế nào, đã hát hủi và đuổi nàng đi. Và sự việc tiếp theo nữa đó là Vũ Nương đã tỏ lòng và quyên sinh. Nàng chỉ còn biết tỏ lòng với trời đất và tìm cái chết trên bến Hoàng Giang. Sự phát triển tiếp theo chúng ta có thể thấy ở đây, tác giả đã giúp chúng ta nhận ra được ở đây sự thật mà Trương Sinh cần phải biết đó chính là Vũ Nương là một người bị nghi oan và điều đó đã thể hiện được sự hồi lỗi muộn màng của Trương Sinh. Khi chàng hiểu ra sự thật thì chàng không còn cơ hội được có thể xung vầy với Vũ Nương nữa. Tiếp theo đó là sự việc nói về ân nghĩa với Linh Phi. Phan Lang là người cùng làng với Trương Sinh, được Linh Phi cứu sống, đã gặp Vũ Nương dưới phủ của Linh Phi. Phan Lang có khuyên nàng về thăm chồng con, Nàng cũng nhờ Phan Lang nói với chàng Trương lập đàn đón nàng về. Sau đó là quá trình lập đàn chàng giải oan cho Vũ Nương. Trương sinh lập đàn giải oan cho vợ. Sau đó thì Vũ Nương có trở về và giã biệt. Nàng trở về trên một chiếc kiệu hoa, lúc ẩn, lúc hiện, nói lời đa tạ rồi giã biệt. Thật là đau đớn cho cái khoảnh khắc này đúng không nào? Khoảnh khắc mà ở đây giữa hai người cách xa nhau một cách nhau hẳn một thế giới và hai người chỉ có thể gặp lại nhau trong một thoáng chốc để thể hiện được cái nỗi lòng của mình, sau đó thì Vũ Nương đã từ từ biến mất trong làn sương mờ ảo. Có thể thấy nội dung bao quát ở đây nói về thói ghen tuông của người chồng và số phận bất hạnh của người con gái Vũ Thị Thiết. B là chúng ta lưu ý cho cô về bối cảnh. Thời gian ở đây được nhắc tới thể hiện qua việc đó là tác giả đã sắp xếp các sự kiện theo đúng trình tự tuyến tính. Việc gì xảy ra trước thì ưu tiên kể trước. Không gian được tác giả lựa chọn ở đây cũng được kể theo các phạm vi nối tiếp nhau. Trần thế, đó là thế giới thực, nơi mà con người phải thể hiện, phải sống và phải chịu đựng những cái nỗi đau khổ, dằn vặt. Còn sau đó thì con người trở về thế giới kỳ ảo là thủy phủ, nơi mà con người có thể được giải oan. Sau đó thì lại quay về không gian trần thế, con người sẽ đi về giữa hai thế giới, nhưng chỉ là đi về một cách thoáng chốc thôi. C là yếu tố nhân vật chúng ta lưu ý cho cô. Ở đây văn bản đưa ra khá nhiều nhân vật, đó là Vũ Nương, Trương Sinh, Bé Đản, Linh Phi và Phan Lang. Trong đó chúng ta thấy nhân vật chính sẽ gồm có hai nhân vật là Vũ Nương và Trương Sinh tạo nên mạch truyện cũng như là các sự kiện xảy ra trong tiến trình phát triển của câu chuyện. Nhân vật phụ có thể kể đến như là bé Đản, Linh Phi, Phan Lang hay là mẹ chồng. Chúng ta cùng đi vào tìm hiểu nhân vật đầu tiên đó là nhân vật Vũ Thị Thiết. Các em hãy chú ý, đối với nhân vật Vũ Thị Thiết chúng ta sẽ tìm hiểu các biểu hiện của đặc điểm tính cách và tiếp theo là chi tiết hành động tiêu biểu của nhân vật, rồi chúng ta cùng nhận xét về sự thể hiện chủ đề. Trước tiên chúng ta thấy là qua lời giới thiệu nhìn về nhân vật của tác giả, có thể thấy Vũ Nương là một người con gái xinh đẹp, nết na. Chi tiết hành động tiêu biểu thể hiện qua câu nói: "Tình đã thủy mị nết na lại thêm tư dung tốt đẹp". Sự thể hiện chủ đề có thể thấy ở đây, nàng là một người vợ đẹp người đẹp nét, một vẻ đẹp toàn diện, xứng đáng được quý trọng, được hưởng hạnh phúc. Biểu hiện tiếp theo trong đặc điểm tính cách đó là qua hành động việc làm trong hoàn cảnh chồng đi chinh chiến, nàng vẫn giữ được những vẻ đẹp phẩm chất của mình, đó là một người phụ nữ đảm đang, tận tình, chu đáo. Chi tiết hành động tiêu biểu ở đây đó là Vũ Nương đã phụng dưỡng mẹ chồng già yếu, bệnh tật lo tang cho mẹ chu toàn khi về già, chăm nuôi con nhỏ khôn lớn, sự thể hiện chủ đề qua việc là vũ nương là một người con dâu hiếu nghĩa, người vợ thủy chung, người mẹ hiền thảo. Tiếp theo chúng ta có thể thấy sự phát triển trong cốt truyện ở đây đó là qua sự khen tuông và qua cách đối xử của trương sinh thì vũ nương là một người chịu toàn khổ, thiệt thòi, bị đối xử tàn nhẫn và phải tìm đến cái chết. Nàng chỉ oan một bề, mọi lời phân trần đều vô hiệu hóa. Đặc biệt, phụ nương phải kêu oan cùng với trời đất. Và tận cùng của nỗi đau đó là nàng phải tìm đến cái chết trên bến Hoàng Giang. Khi sự thật sáng tỏ thì cũng đã quá muộn màng, là không thể nào trở về trần gian được nữa. Qua đó, thì sự thể hiện chủ đề ở đây đó là tình nói cảm thương, thái độ phê phán, thói ghen tuông gia trưởng, trà đạp nhân phẩm của người phụ nữ Tiếp theo chúng ta có thể thấy biểu hiện đặc điểm tính cách của Vũ Nương còn thể hiện ở việc đó là qua lời mẹ chồng, hàng xóm và cuộc sống trở về trên dòng sông thì Vũ Nương là một người phụ nữ độ lượng, nết na, được giải oan nhưng vẫn phải sống ở một thế giới khác, tách biệt hẳn với thế giới hiện thực. Chỉ thế hành động tiêu biểu để chứng minh cho điều này đó là mẹ chồng thì cảm kích thấy nàng xứng đáng có cuộc sống tương lai hạnh phúc. Đặc biệt là nàng còn được Linh Phi cứu giúp cuộc trở về của nàng thì rất là trang trọng như là một sự tôn vinh cho vẻ đẹp phẩm chất cho những sự cố gắng mà nàng đã dày công vun đắp sự thể hiện chủ đề ở đây đó là người tốt đẹp bị vũ oan sẽ được thần nhân cứu thoát sau đó thì được giải oan để khẳng định sự trong sạch thủy chung vị tha độ lượng và đặc biệt đó còn là lời cảnh báo đối với hành động ghen tuông mù quáng gia trưởng của người đàn ông trong xã hội phong kiến Chúng ta có thể thấy là khi còn sống với gia đình ở Trần Tan thì Vũ Nương là một người nặng tình với mẹ chồng, chịu thương, chịu khó, gánh vác việc nhà, làm tròn bổn phận trách nhiệm của một người con dâu. Khi đã về Thủy Phủ thì Vũ Nương cũng vẫn thương chồng con, sẵn sàng tha thứ, cũng là một người nặng ân tình, sống bảo đáp ân nhân của mình. Cùng chuyển tiếp sang nhân vật Trương Sinh ở mục C2. Các em có thể thấy là qua lời giới thiệu nhân vật thì thấy rõ được Trương Sinh là một người có sẵn tính ghen tuông, luôn luôn tỏ ra ngờ vực và luôn phòng ngừa vợ một cách quá mức. Biểu hiện ở đây đó là có tính đa nghi, đối với vợ thì phòng ngừa quá sức. Và việc thể hiện chủ đề ở đây đó là chàng là một người chồng ích kỷ, hẹp hòi. Tiếp theo, có thể thấy rõ qua cách đối xử với vợ sau khi mà đi chinh chiến trở về. Trương sinh không phải là có hành động yêu thương vũ nương hay là cũng không phải là sự quan tâm hỏi han ân cần mà lại là một cái sự ghen tương mù quáng. Chỉ vì nghe lời nói ngây thơ của đứa trẻ mà không suy xét, phân tích, luôn tỏ ra nghi ngờ, hát hủi vợ, thậm chí không còn bình tĩnh để lắng nghe những lời của mọi người xung quanh khi đánh giá về vũ nương. Và thật đáng tiếc là lúc này thì mẹ của Trương Sinh đã không còn để có thể giải oan cho Vũ Nương. Chúng ta vẫn thấy được Trương Sinh có sự động lòng, thương khi mà vợ đã tự tử, cũng tìm vớt xác vợ. Rồi sau đó khi nhận ra sự thật thì có gọi vợ trở về. Nhưng tất cả thì đã quá muộn màng, không thể nào có thể quay trở lại như điểm xuất phát nữa. Sự thể hiện chủ đề ở đây đó là phê phán thói ghen tuông ra trường, đẩy người phụ nữ đến bi kịch của cuộc sống. Tiếp theo chúng ta còn thấy là qua việc nhận biết sự thật và gặp vợ lần cuối, thì hành động tiêu biểu của Trương Sinh đó là thông qua lời Phan Lang thì hắn đã lập đàn giải oan cho vợ, gọi vợ nhưng đó là tiếng gọi trong vô vọng. Vũ Đương chỉ có thể đứng từ xa để nhìn chàng chứ không thể nào trở về hiện thực trần gian được nữa. Và sự thể hiện chủ đề ở đây đó là sự trả giá cho hành động ghen tuông mù quáng của Trương Sinh. Như vậy các em có thể suy ngẫm cho cô để trả lời câu hỏi Những nét tính cách ấy có phải là nguyên nhân gây nên nỗi bất hạnh của Vũ Thị Thiết? Ngay từ đầu thì tác giả đã giới thiệu rất rõ về tính cách của Trương Sinh là một người đa nghi Như vậy chúng ta có thể thấy là thông qua lời giới thiệu đó đã dự báo phần nào về sự bất hạnh của Vũ Thị Thiết Bản thân Vũ Thị Thiết thì lại là một người tính thủy mị nết na, lại thiên tư dung tốt đẹp Tức là chúng ta thấy có sự đối lập rõ ràng ngay từ đầu khi mà giới thiệu về hai nhân vật này. Cho nên cái sự đối lập đó đã dự báo cho chúng ta về sự oan khổ của Vũ Nương cũng như là sự tan vỡ hạnh phúc gia đình sớm muộn sẽ xảy ra. Trương Sinh có thể nói là một người rất mù quáng, hời hợt, Dường bỏ vợ một cách tàn nhẫn và là một người rất vô lý, không có lý lẽ và cũng không có tình người khi mà đã nghi ngờ vợ một cách uh, vô duyên vô cớ. Còn Vũ Nương thì luôn chu toàn, đảm đang và có tấm lòng trung thủy. Như vậy, những gì mà Vũ Nương đã cố gắng, đã, đã chỉn chu và đã bỏ ra công sức tâm huyết của mình bao lâu nay đều đổ sông, đổ biển, không được Trương Sinh ghi nhận và thậm chí còn là cái mối ngờ vực khiến cho Trương Sinh ruồng bỏ mình. Như vậy là Vũ Nương đã phải chịu nhiều bất công, oan khổ một cách vô lý. Ngay từ đầu thì Nguyễn Dự đã xây dựng hai nhân vật đối lập hẳn nhau được đặt cạnh nhau để có thể tương tác hỗ trợ ý nghĩa cũng như là khơi sâu chủ đề tư tưởng và gửi gắm thông điệp của tác phẩm chúng ta có thể suy ngẫm cho cô theo em thì nhân vật phan lang có vai trò như thế nào trong chuyện chúng ta thấy là phan lang chỉ xuất hiện ở phần cuối chuyện thôi nhưng cũng có một vai trò rất là quan trọng đúng không nào phan lang đã cầm theo tín vật của vũ nương và trở về nhân gian đồng thời phan lang đã giúp vũ nương nói với trương sinh ước nguyện của nàng Trương Sinh phải lập đàn bên sông để Vũ Nương trở về. Như vậy có thể nói là Phan Lang chính là chiếc cầu nối giữa hai cõi, là nhân tố kết nối để giúp Vũ Nương có điều kiện trở về để giải tỏ nỗi oan đối với Trương Sinh. Nhờ đó thì Trương Sinh mới hiểu ra mọi điều về vợ, dù là đã quá muộn màng. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang và tìm hiểu nội dung thứ hai, yếu tố kỳ ảo, lời kể, lời thoại. A à là chúng ta cùng nói về yếu tố kỳ ảo trước. các em chú ý ở đây thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều chi tiết và yếu tố kỳ ảo đầu tiên là nhân vật và thế giới kỳ ảo đó là thủy phủ của linh phi rồi các đồ vật kỳ ảo tác dụng khắc họa nhân vật ở đây đó là thể hiện được nỗi oan và lời than của vũ nương làm động lòng của linh phi và vũ nương có cơ hội là được xoa dịu nỗi đau thương oan khổ được sống trong một thế giới xứng đáng hơn tác dụng thể hiện chủ đề đó là thể hiện niềm cảm thương mong ước có một thế giới tốt đẹp trọng ân nghĩa chi tiết yếu tố kỳ ảo tiếp theo đó là hiện ở hành động kỳ ảo linh phi đã báo mộng và được phan lang cứu sống việc cứu sống vũ thị thiết trả ơn phan lang của linh phi cũng là yếu tố hành động kỳ ảo tác dụng trong việc khắc họa nhân vật đó là hành động ân nghĩa phù trợ lẫn nhau giữa linh phi phan lang dành cho vũ nương cho thấy vũ nương là người đáng được trân trọng và đáng được giúp đỡ tác dụng thể hiện chủ đề thể hiện được niềm cảm thương mong ước người tốt sẽ được thần nhân phù trợ. Chi tiết yếu tố kỳ ảo thứ ba đó là cảnh gặp gỡ kỳ ảo, thể hiện ở việc đàn chàng giải oan, cảnh gặp gỡ giữa hai vợ chồng Vũ Nương trong cách biệt. Ta dụng khắc họa nhân vật, Vũ Nương trở về vẫn thùy mị nết na nhưng trong một tư thế khác, yếu tố kỳ ảo như hứa hẹn một sự đổi đời cho nàng. Chúng ta cũng luôn hy vọng rằng nàng sẽ có một thế giới, một cuộc sống khác tốt đẹp hơn ở thế giới trần gian. B chúng ta cùng chú ý về lời kể và lời thoại Trước khi mà Vũ Nương chẫm mình xuống sông Thì nàng có nói đầy đau xót và cũng như là giọng điệu rất là tức tuổi Kẻ bạc mệnh này duyên phận hầm hiu Chồng con rễ bò Điều đâu bay buộc Tiếng chịu nhút nhơ Thần sông có linh Xin ngài chứng giám Thiếp nếu đoan trang giữ tiết Chính bạch gìn lòng Vào nước xin làm ngọc bị nương Xuống đất xin làm cỏ ngu mỹ Nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ. Có thể thấy thông qua cái đoạn này thì đã thể hiện rất rõ lời than đầy thống thiết của Vũ Nương về sự oan khiên của mình. Chúng ta có thể thấy lời thoại này chính là lời độc thoại, cũng là lời kể của nhân vật. Hay nói cách khác đó là lời độc thoại hóa đối thoại, nói to suy nghĩ trong lòng của mình với đối tượng nghe ở thế giới khác để hy vọng họ có thể nghe thấy lòng mình, họ có thể hiểu được và chứng giám cho cái tính lòng của mình. Cơ sở xác định ở đây thông qua lời dẫn của người kể chuyện, thông qua dấu hiệu lời thoại và thông qua cách xưng hô, kẻ bọc mệnh này, thần sông, rồi thông qua lời cầu xin, lời thể thốt, nếu nhược bằng thì chúng ta có thể thấy rất rõ đây chính là lời nói to những suy nghĩ trong lòng của mình muốn mọi người có thể nghe thấy cái sự oan khiên của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ chú ý lời thoại, đó là các lượt thoại của bé đàn. Ô hay, thế ra ông cũng là cha tôi ư. Ông lại biết nói, chứ không như cha tôi trước kia, chỉ nín, thiên thít. Lời thoại thứ hai của bé đàn. Trước đây, thường có một người đàn ông, đêm nào cũng đến. Mẹ đàn đi, cũng đi. Mẹ đàn ngồi, cũng ngồi. Nhưng chẳng bao giờ bế đàn cả. Tiếp theo, cha đàn lại đến kìa Chàng hỏi đâu, nó chỉ bóng chàng ở trên vách, thế này Như vậy là lời thoại của bé đàn thì có tất cả là bốn lời thoại Nhưng bốn lời thoại này nó đã giúp phát triển cho sự việc của câu chuyện được dẫn lên một cách cao trào Đó là dụng ý của tác giả, chúng ta hãy cùng chú ý cho cô Câu nói của bé đàn trước cái chết của mẹ thông qua lời thoại 1, 2 Vai trò là nó đã thúc đẩy sự kiện tiếp theo Chính là quan hệ nhân quả để làm cho Trương Sinh nổi lòng ghen tuông mù quáng, hát hủi, đánh đuổi vợ. Nó còn nhấn mạnh sự độc đoán hồ đồ của Trương Sinh. Câu nói của bé đàn sau cái chết của mẹ là lượt thoại ba bốn. Lúc này lại có vai trò là minh oan cho Vũ Nương, tức lại là phần mở nút. Giúp cho Trương Sinh có thể thấy rõ được sai lầm của bản thân mình khi đã nghi oan cho vợ. Và nó cũng là phần chuẩn bị cho diễn tiến tiếp theo của câu chuyện đó là chương sinh lập đàn giải oan và sự trả giá muộn màng. Chúng ta có thể thấy là dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, nếu như chương sinh không thay đổi và không biết nhìn nhận lại cái tính cách đa nghi, ghen tuông của mình, thì vẫn sẽ nổi lên những cái cơn ghen tuông cao trào như vậy và vẫn sẽ đẩy người vợ của mình vào những cái nỗi bất hạnh khác. Cho nên trong cuộc sống chúng ta có thể thấy rằng là tính cách của chúng ta sẽ quyết định hành động và thậm chí là số phận của chúng ta. Chuyển sang phần 4 lớn là tổng kết. Các em sẽ cùng cô khái quát lại đặc sắc nghệ thuật và nội dung của văn bản. Một là về nghệ thuật. Văn bản được viết theo thể loại truyện truyền kỳ cho nên chúng ta có thể thấy là cốt truyện tổ chức theo trật tự tuyến tính, có quan hệ nhân quả, đặc biệt là sử dụng yếu tố kỳ ảo rất độc đáo, phong phú. Nhân vật được xây dựng một cách tài tình qua lời nói, qua hành động. Hai là về nội dung của văn bản. Văn bản đã thể hiện được bi kịch tan vỡ hạnh phúc gia đình của Vũ Nương. Qua đó, phi phản xã hội phong kiến, đồng thời còn bày tỏ niềm thương xót đối với sự bất hạnh của người phụ nữ. Cuối cùng chúng ta cùng cô chuyển sang phần 5 lớn, củng cố mở rộng. Trong phần này, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi như sau. Lời bình ở cuối chuyện về Vũ Thị Thiết có đoạn. Nếu không được trời xét tân thành, nước không làm hại, thì xương hoa bóc ngọc đã chôn vào họng cá nơi lòng sông, còn đâu được lại thông tin tức để có thể trinh thuần được nhất bộc bạch ra hết. Em có đồng ý với lời bình trên không? Vì sao? Qua nhân vật Vũ Thị Thiết, em hiểu thêm điều gì về số phận của người phụ nữ trong một xã hội đề cao nam quyền? Chúng ta có thể suy ngẫm cho cô để trả lời câu hỏi này. Đây là một lời bình rất là ý nghĩa và cũng giúp chúng ta có thể liên hệ suy ngẫm với những gì đã xảy ra trong văn bản truyện. Cô gợi ý cụ thể như sau. Về nội dung lời bình đã khẳng định được tâm thành, tức là tấm lòng thành, sự hiếu nghĩa với mẹ chồng, sự trung thủy với chồng, sự trong sáng thành thực với trời đất, nước non của Vũ Thị Thiết đã được trời cứu xét, nước trở che. Đúng như dân dân ta luôn có câu đó là ở hiền gặp lành, ác giả ác báo. Có thể thấy thông qua đó thì số phận của người phụ nữ trong một xã hội đề cao nam quyền rất là bất công, rất là đau khổ. Trong hoàn cảnh chiến tranh, chồng đi lính, gánh nặng đè lên đôi vai của người phụ nữ mọi trách nhiệm đều phải do nàng gánh vác số phận của họ thì rất là lệ thuộc họ luôn phải chịu đựng bất công tâm thành của vũ thị chỉ có trời nước biết cứu xét và trở che cho cuộc sống đời thực nàng phải chấp nhận một cái chết oan khuất và được minh oan quá một màng để lại cái nỗi niềm đau xót thương tiếc cho tất cả chúng ta với số phận của nàng đúng không nào như vậy, không qua phần định hướng vừa rồi, cô hy vọng rằng chúng ta đã hiểu được các cách để triển khai đối với một văn bản chuyện truyền kỳ và chúng ta cũng hiểu ra được những bài học ý nghĩa mà tác giả đã truyền tải. Chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em ở trong những phần hướng dẫn tiếp theo. Khóa học về sách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt sách.